Câu chuyện chiếc cuốc mòn và người đàn bà cũ buồn có dễ không? Chuyện kể rằng có một người nông phu nọ sau một buổi sáng đổ mồ hôi cày cuốc trên đám ruộng cằn cỗi. Chờ mãi vẫn không thấy người vợ hay cằn nhằn của ông đem cơm ra đồng cho chồng. Đang đói lả, mắt mỏi cong, ông nhìn thấy một nhà sư đi khất thực về, dáng vẻ oai nghiêm và từ tốn. Nhà sư ngồi xuống dưới một bóng mát ven rừng, rồi thọ thực một cách khoan thai và đầy trân trọng. Nhà sư ăn xong vẫn còn một ít thức ăn thừa chưa động đến. Thấy người nông phu có vẻ đang đói, nhà sư gợi ý anh ta nếu muốn có thể ăn phần thức ăn đó. Buồn ngủ gặp chiếu manh, người nông phu liền xin ăn phần thức ăn tàn thực đó. Anh ta có cảm giác là chưa bao giờ được ăn một bữa cơm ngon như vậy. Ăn xong, anh ta mơ màng nghĩ ngợi. Mình cặm cụi làm quanh năm suốt tháng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, mà có được bữa ăn nào cho có hương có vị như bữa ăn của nhà sư khất thực đâu. Hay là mình xin nhà sư cho đi xuất gia, theo sư đi tu, khất thực sống qua ngày mà lại được an nhàn thông thả và còn được ăn ngon nữa chứ. Anh ta cũng so đo tính toán thêm, mình có gì để mất đâu, chỉ có bà vợ đã không xin lại còn hay cào nhào than vãn, và cái cuốc sắt đã rỉ mòn, cái cán thì nhẵn vẹt, từ bỏ ư, thử xem. Nghĩ sao làm vậy, anh ta lân la đến nói chuyện với nhà sư rồi xin theo thầy học đạo. Nhà sư vốn không hỏi thực hư động cơ xuất gia của người đàn ông này là gì. Thấy anh ta có vẻ thành tâm và tội nghiệp, nhà sư đồng ý nhận anh ta làm học trò và cho xuất gia. Sau khi xuất gia, cạo bỏ râu tóc, khoác lên mình tấm y cà sa ba mảnh, anh ta cũng tập tành giữ oai nghi, ngồi thiền và đi vào xóm làng để khất thực, sống đời sống của người xuất gia. Ban đầu vì còn hứng thú với đời sống mới, anh ta ngoan ngoãn vâng lời thầy và các sư huynh quét dọn, học vài câu kinh, rồi ngồi thiền, khá yên. Rồi chẳng được bao lâu, anh ta lại thấy nhớ túp liều mái cỏ vách đất và người vợ hay cằn nhằn của mình. Nhớ già diết, nhất là cái cuốc lưỡi sắt và cái cán mòn nhẵn do bàn tay anh ta nắm và sử dụng suốt bao năm qua. Anh ta xoa xoa hai lòng bàn tay của mình, các vết chai đã không còn nữa. Mảnh ruộng ấy nay không có bàn tay anh, cỏ dại có lên bời bời hay không? Ôi, nhớ quá cái cảm giác quen thuộc xa xăm, thời còn là người nông phu cần mẫn. Bà vợ tuy không xinh, nấu ăn sơ sài hay cằn nhằn, nhưng cũng thương chồng ra phết. Không biết bà có nhớ mình chăng? Theo những suy tư như vậy, anh ta cảm thấy đời tu sĩ thật là nhàm chán, thức ăn khất thực cũng bữa ngon bữa dở, rồi anh ta muốn hoàn tục. Anh ta trở lại túp liều cũ, thấy bà vợ cũ vui ra mặt. Anh thấy mình vẫn còn rất có giá. Nhặt lên chiếc cuốc mòn vẹt, anh ta ngắm nghía và vuốt ve nó thân thương như đó là đứa con trai của mình vậy. Bước ra ruộng, anh ta hăm hở đào xới, nghe mùi đất, mùi phân, mùi mồ hôi hòa quyện và cảm thấy thân thuộc biết dường nào. Nhưng rồi không bao lâu sau, người nông phu lại cảm thấy mệt mỏi với đám ruộng cằn cỗi, với bà vợ cũ hay cằn nhằn, và cái cán cuốc cũng gần như rệu rã trong tay anh ta. Hình bóng những vị khất sĩ nghiêm trang, thư thái và đời sống lặng lẽ của người xuất gia lại mời gọi trải nghiệm một lần nữa. Anh ta lại muốn xuất gia và đã được xuất gia, nhưng lần xuất gia thứ hai này cũng kéo dài không được bao lâu. Mỗi lần anh ta hoàn tục về lại, người đàn bà cũ lại cằn nhằn và coi thường anh ta hơn. Chiếc cuốc mòn vẹt với cái cán nhẵn nhụi cũng dính nhiều mồ hôi tay hơn. Đám ruộng với những viên sỏi nhẵn nhụi thì vẫn trơ gan dưới nắng mưa thất thường, mà hoa màu thì không dễ dàng nảy nở. Anh ta thì vẫn đi lại giữa người đàn bà cũ, túp liều nát và giáo đoàn của các khất sĩ, san ha, năm lần bảy lượt mà không đâu vào đâu. Ui chào, sao chỉ có người đàn bà cũ chiếc cuốc mòn vẹt mà khó buông đến như vậy? Phải thật khâm phục các vị thiện nam tín nữ. Những người có thể từ bỏ tài sản lớn như những người vợ xinh đẹp, quan hiền và địa vị, đẳng cấp, đáng mơ ước trong xã hội. Họ từ bỏ thật dễ dàng, họ bước vào đời sống xuất gia thật là trang nghiêm và thuận lợi. Còn mình thì sao? Anh ta nghĩ mình phải cố gắng hơn để có thể từ bỏ. Thế rồi người nông phu nghèo khó đã cầm cây cuốc đi ra sóc hằng. Ông ta quay lưng lại phía bờ sông và ném chiếc cuốc đó xuống sông. Bụm, nó rơi vào một nơi nào đó không biết, không biết.
không thể nhặt lên được nữa. Lần này ông ta xuất gia thành công. Nhân quả báo ứng, hãm hại người khác chính là tự hại bản thân mình. Tại trường Thủy Đường, Phú Gia Hưng, tỉnh Kiết Giang, có một phú ông họ Kim tên Trung. Gia tài chịu nén, người đời gọi là viên ngoại, tính tình bủng xỉn. Bình thường Kim Trung luôn có 5 điều hận. Thứ nhất, hận trời. Thứ nhì, hận đất. Thứ ba, hận gia đình. Thứ tư, hận cha mẹ. Thứ năm, hận hoàng đế. Ông hận trời, tại sao trời một năm, không phải là 6 tháng? Tại sao còn có thêm gió thu đông, khiến cho người ta sợ lạnh, phải mua thêm quần áo để mặc? Ông hận đất, ghét đất, khiến cây cối sinh trưởng không đúng ý ông. Nếu đúng ý ông, thân thẳng, tròn điều, thì cái có thể làm một cột nhà luôn. Nhánh cây làm khung nhà dễ dàng, không cần phải có thợ gia công nữa. Ông hận những người thân của mình, hận bản thân không biết viết văn. Mọi người không ăn cơm thì bị đói. Ông hận cha mẹ để lại nhiều bạn bè thân thích, khi họ đến chơi làm tốn tiền trà nước. Ông hận hoàng đế đã phân chia cho tổ tiên ông đất đai, lại còn thu thuế của ông. Không chỉ có ngũ hận mà Kim Trung còn có 4 cái oán trong lòng. Thứ nhất là oán núi rồng của Đặng gia. Thứ hai là oán huyệt hoàng của Quách gia. Thứ ba là oán hận châu báu của Thạch Sùng. Thứ tư là oán ngón tay thành vàng của tổ sư Thuần Dương. Bởi vì 4 điều oán và 5 điều hận này mà tâm trạng luôn cảm thấy không đầy đủ, luôn muốn tích tài vật, ngày đêm không yên, đúng là đo lọ nước mắm, đếm củ dư hành. Chính vì thế người dân dùng nó để đặt cho ông một cái tên gọi là Kim Lãnh Thủy. Những người ông ta đặc biệt không thích là các tăng nhân trên thế gian này, không có những thứ của tục gia, không phải đi bố thí. Cho nên, Kim Lãnh Thủy vừa nhìn thấy tăng nhân là không thích. Trong lời nói của ông ta cũng đầy những ý tứ chỉ trích. Ở gần nơi ông ta ở có một ngôi chùa nhỏ tên là Phúc Thiện Am. Kim Viên Ngoại lúc này đã ngoài 50. Trước giờ không bỏ một đồng tiền nào để thắp hương cho Am. Vợ của ông có cùng ngày tháng năm sinh với Viên Ngoại. Chỉ không cùng giờ, bà thường ăn chay và làm nhiều điều tốt đẹp. Kim Viên Ngoại thích vợ ăn chay nhưng ghét vợ làm việc thiện. Vì đã 40 tuổi mà chưa có con cái, nên thị đã giấu chồng lấy cái kẹp tóc 20 lạng vàng đem bố thí cho lão tăng Như Nhân. Vợ Kim Viên Ngoại xin ông tụng kinh cầu Phật giúp sinh hạ con trai. Phật môn linh ứng, quả nhiên là sinh được 2 người con, hơn nữa còn rất là khôi ngô, tướng tú. Bởi vì 2 đứa bé sinh tại Phúc Thiện Am mà được đặt tên là đứa lớn là Phúc Nhi, đứa nhỏ là Thiện Nhi. Hơn thế, sau khi có được 2 người con, vợ Kim Viên Ngoại thường xuyên giấu chồng đem củi đem cơm tới quyên góp cho Phúc Thiện Am, cúng dường cho các vị tăng ni. Kim Viên Ngoại tình cờ nghe được phong thanh, liền mắng chửi trời đất. Phu thê không thèm nhìn mặt nhau, cãi nhau đến khi ông ta mệt mỏi mới thôi. Người vợ là một người rất ngang bướng, sau khi cãi nhau vẫn theo ý mình mà làm. Năm đó phu thê họ tổ chức lễ mừng thọ 50. Phúc Nhi năm đó 9 tuổi, còn Thiện Nhi được 8 tuổi, đều đã đi học thập toàn thập mỹ. Vào sáng hôm sinh nhật của mình, Kim Viên Ngoại sợ người thân tới mừng thọ, ông dự tính sẽ một mình đi trốn. Người vợ giúp làm một bàn chay, một là để mừng thọ cho vợ chồng mình, hai là để mừng con trai trưởng thành, hoàn thành tâm nguyện. Trước đây bà cũng đã nói qua việc này với chồng, nhưng ông chồng không chịu nên đành lấy của cải lương trang trong phòng riêng để làm. Đêm đó hòa thượng cầu hương hỏa đạo nhân đến, Kim phu nhân cầm mấy đấu gạo lứt, một mình mở cửa trộm lấy 3 đấu gạo, đưa gạo cho đạo nhân. Ngay sau đó Kim Viên Ngoại quay về. Kim phu nhân vẫn đang ở cửa kho để khóa cửa. Bị chồng bắt gặp lại còn nhìn thấy vài hạt gạo rơi dưới đất. Biết là vợ lấy đồ ở nhà đi làm việc tư. Ông tức quá định thét lên, nhưng lại nghĩ hôm nay là ngày vui. Đồ của anh chị đều bị bà ta đem đi cho rồi. Cũng không đòi lại được, đành nuốt nước bọt chịu đựng vậy. Ông bèn cố gắng nhẫn nhịn nhưng cả đêm không ngủ được. Kim Trung nghĩ đi nghĩ lại, làm thế nào để tên hòa thượng kia không đến nhà ta gây loạn nữa? Ông ta hận, chưa nghĩ ra được kế sách nào. Đến giờ, thiền minh lão hòa thượng dẫn theo một số đầy tớ đến trả lễ. Thực ra vị hòa thượng này cũng rất sợ Kim Lãnh Thủy, nên chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn vào. Kim lão gia từ sáng sớm mới nhìn thấy, chau mày khó chịu. Bỗng chợt nghĩ ra một kế. Ông lấy mấy đồng xu,
tung ra trung tâm thị trấn, rồi tới hiệu thuốc mua một ít thạch tím. Sau đó đi qua cửa hàng Vương Tâm Lan mua ít điểm tâm. Đến nơi thì thấy Vương Tâm Lan đang chuyên tâm nhồi bột mì với một bát đường trắng để làm bánh. Thấy thế, Kim lão gia lấy trong tay ra mấy đồng xu đặt trước mặt rồi nói: "Tâm Lan, cầm tiền đi, làm cho ta 4 cái bánh to nhưng ít thôi. Nhớ để một chỗ trống để ta tự tay cho thêm nhân vào." Nhưng Tâm Lan không nói gì, trong tâm thấy lạ. Một người nổi tiếng keo kiệt như Kim Lãnh Thủy, từ khi ta mở tiệm bánh điểm tâm này, chẳng thấy người nhà ông ta bỏ một đồng nào mua bánh cả. Hôm nay cho mình mấy đồng này, quá là khách sợp. Thôi thì làm cho ông ta cái bánh to thêm một chút, để lần sau ông ta tới làm khách ruột của quán mình. Vương Tâm Lan lấy bột mì trắng như tuyết, trong khay, ra nhào nặng rồi nói với Kim Lãnh Thủy bên ngoài: "Xin ngài đợi một lát." Kim Lãnh Thủy bỏ thạch tín vào bên trong bánh, sau đó cho thêm nhân vào làm thành một chiếc bánh hoàn chỉnh. Cuối cùng đánh dấu vào bánh, ông làm liền 4 cái như thế. Để chỗ tiệm hấp chín, sau đó cho vào ống tay, ra khỏi cửa tiệm của Vương Tâm Lan. Đi bộ tới cửa nhà mình, lúc đó thấy hai thầy trò của Hòa Thượng đang ngồi trong sảnh uống trà. Kim lão gia nhìn thấy rất vừa ý, đi vào nhà nói với vợ rằng: "Hai vị sư phụ từ sáng sớm đã đến, sợ rằng bụng đã đói rồi. À, lúc nãy có mấy người hàng xóm mời tôi ăn điểm tâm, tôi thấy bánh này rất là ngon. Bèn lấy 4 cái, sao không mang mời cho hai vị sư phụ kia ăn nhỉ?" Kim phu nhân mừng thầm khi thấy chồng mình chân tâm đã hướng thiện. Lấy một cái đĩa hồng châu, bày ra 4 cái bánh, rồi bảo nhà đầu bê ra ngoài. Vị hòa thượng nhìn thấy Kim viên ngoại đã về nhà, không dám ở lại lâu, không có tâm trạng nào ăn bánh. Thấy nhà đầu mang ra rồi, hiểu được ý tốt của Kim phu nhân, cũng không đành từ chối, bèn lấy 4 cái bánh cho vào ống tay áo, nói lời cảm ơn rồi đi ra cửa, quay về Phúc Thiện Am. Kim lão gia mừng thầm trong bụng, chắc chắn lần này lão hòa thượng không thể sống tiếp. Lại nói về hai đứa trẻ con của Kim viên ngoại, khi được tan học đến am để chơi đùa, hôm đó chúng lại đến am. Lão hòa thượng nghĩ hai đứa nhỏ nhà kia thường đến đây, chẳng có gì mời chúng cả. Hôm nay Kim phu nhân cẩn thận đưa cho 4 cái bánh chưa động đến, vẫn để trong tủ, sao không mang ra cho chúng, mời chúng ăn bánh uống trà nhỉ? Ông bèn bảo đệ tử lấy 4 cái bánh trong tủ ra, đến nhà bếp nướng lên cho vàng, nóng lên, rồi mang thêm 2 cốc trà để trong phòng. Sau đó mời hai vị tiểu quan nhân ăn bánh uống trà. Hai đứa trẻ đang chơi nghịch, trong lúc đói bụng, nhìn thấy bánh nóng hôi hổi, mỗi đứa ăn một cái bánh hết sạch. Khi chưa ăn thì vẫn bình thường, vừa mới ăn vào cảm tưởng như thể có một ngọn lửa thiêu đốt trong tâm can, bụng đau như hàng vạn ngọn giáo đâm vào. Hai đứa trẻ cùng kêu đau bụng. Một lúc người đầy tớ đi theo hai đứa trẻ hốt hoảng, nói cần đưa chúng về nhà. Hai đứa trẻ đau đến mức không làm được gì, chân cũng không đi nổi nữa. Lão hòa thượng cũng lo lắng, nhưng chẳng biết nguyên cớ do đâu. Chỉ biết gọi hai đệ tử lại, mỗi người bế một đứa, nhờ người đầy tớ dẫn đường đưa hai đứa trẻ về nhà Kim viên ngoại. Sau đó hai vị tân nhân quay trở về, hai vợ chồng Kim gia ngạc nhiên hốt hoảng, gọi người đầy tớ ra hỏi sự tình. Người đầy tớ nói hai đứa trẻ đến Phúc Thiện Am ăn 4 cái bánh, sau đó bụng bắt đầu đau. Lão sư phụ nói mấy chiếc bánh này là do gia đình nhà ta gửi tặng ông. Ông không có nỡ ăn, cho nên lấy ra tặng lại cho hai vị tiểu quan nhân. Kim viên ngoại lúc này mới biết rõ sự việc, bèn đem sự việc ông ta hạ độc tính nói cho Kim phu nhân biết. Phu nhân tâm tình càng hoảng loạn, bèn lấy nước lạnh cho hai đứa nhỏ uống. Làm thế nào để chúng tỉnh lại bây giờ? Ngay sau đó hai đứa trẻ hơi thở yếu ớt, máu trào ra khỏi miệng, thành hai thây ma chết yểu. Kim phu nhân muôn vàn khó khăn, cầu mong mãi mới được hai đứa con. Giờ người chồng mất nhân lại tự đầu độc chết con mình. Vợ có đánh mắng cũng vô ích, bà đau đớn không nói lên lời, liền đi vào trong phòng lấy dây thắt eo treo cổ tự sát. Kim viên ngoại khóc thương hai đứa con, đành nuốt lệ đi vào phòng định bàn bạc với vợ. Nhìn thấy cảnh tượng vợ treo cổ tự tử, sợ hãi gần chết, liền đổ bệnh nằm liệt giường, không tới 7 ngày sau thì qua đời. Những người trong dòng họ Kim Trung nhân dịp này từ lớn đến nhỏ đều rủ nhau tới lấy sạch đồ đạc trong nhà của ông ta. Gia tài triệu bạc nén của Kim viên ngoại từ đó mà mất sạch. Danh tiếng của Kim viên ngoại trở thành ác nhân,
đây chính là quả báo của việc không hướng thiện mà hành ác vậy. Đầu thai thành heo nhà chị dâu để trả nợ chiếm đất. Sau khi anh trai qua đời, người em nổi lòng tham lấy đủ lý do để cướp đất đuổi chị dâu ra đường. Chẳng bao lâu sau người em cũng mất. Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của báo ứng khi người em đầu thai thành heo trong nhà chị dâu. Ở một vùng quê nọ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, có một vị vương viên ngoại vừa mới qua đời. Bởi vì nhà họ Vương chỉ sinh được hai cô con gái, nên thường bị anh em trong dòng họ ức hiếp. Em trai của vương viên ngoại hống hách đã mượn rất nhiều lý do để chiếm đoạt phần lớn ruộng đất của anh trai. Đến căn nhà mà chị dâu đang ở cũng bị ông ta chiếm mất. Người chị dâu tên là Lưu Thị không thể làm gì, nên đành ngậm ngùi trú tạm trên một khoảng sân nhỏ vô cùng cũ kỹ ở ven thôn. Mùa hè nóng bức, mùa mưa thì nước dột, còn mùa đông thì gió rét lạnh đến thấu xương. Cô đã trải qua những tháng ngày vô cùng gian khổ. Nửa năm sau thì em trai của vương viên ngoại cũng qua đời. Lúc này con heo mà Lưu Thị đang nuôi cũng vừa đẻ được một lứa. Lưu Thị chỉ giữ lại một con trong chuồng, còn những con khác đều đem ra ngoài chợ bán. Khi con heo này nuôi lớn đến tầm khoảng 50 cân, chuẩn bị xuất chuồng, thì có một sự việc vô cùng kỳ lạ đã xảy ra. Một ngày nọ, Lưu Thị như ngày thường ra chuồng cho heo ăn, thì bỗng thấy con heo rơi nước mắt, tỏ vẻ rất đau khổ. Trong thấy cảnh tượng này, cô hết sức kinh ngạc. Cô thầm nghĩ, thì ra động vật cũng có cảm xúc như con người. Rồi cô chợt nhớ đến cảnh ngộ của mình, trong lòng bùi ngùi, cũng không kìm được nước mắt. Đêm hôm đó, trong mộng, Lưu Thị gặp lại người em chồng đã mất. Người này nói với Lưu Thị rằng, con heo kia chính là em chuyển sinh. Hôm nay đến đây gặp bác, chỉ có một nguyện vọng, cúi xin bác đừng bán nó cho đồ tể. Nghe xong, Lưu Thị ngậm ngùi kể về gia cảnh khốn khó của mình. Nàng nói rằng hiện tại trong nhà không có còn gì để ăn. Cuộc sống vô cùng cơ cực, chỉ còn lại mỗi con heo là có thể bán được kiếm tiền, trang trải cho cuộc sống. Sau khi nghe cô trả lời thì người em chồng liền ẩn đi và biến mất. Khi thức dậy cô thầm nghĩ, thật ra bản thân cũng không đành lòng, mặc dù em chồng đã đối xử không tốt với mình, nhưng dù sao cũng là người em máu mủ với chồng mình. Hôm nay cậu ta đến đây cũng xem như là tạ lỗi. Lưu Thị trong lòng có chút do dự. Không ngờ sáng hôm sau, hai đứa con trai của em chồng đã đến chào hỏi trước sân, nói rằng muốn hoàn trả lại tất cả đất đai mà cha đã chiếm của hai bác, chỉ xin chuộc lại mỗi con heo kia. Hóa ra đêm hôm qua, người em chồng cũng đã đến báo mộng cho hai đứa con của mình, cầu xin chúng giúp đỡ. Lưu Thị mừng rỡ đưa lại con heo cho hai người cháu. Vài ngày sau thì con heo kia cũng chết. Lưu Thị ở trong mộng lại trông thấy người em trai đến khấu tạ, nói rằng bởi vì mình đã trả hết tội nghiệp nên kiếp sau được chuyển sinh vào một gia đình giàu có. Lần này đến đây để từ biệt cũng như cảm tạ ân đức của chị dâu. Từ đó về sau, hai người cháu của Lưu Thị cũng tận tâm giúp đỡ cô để chuộc lại những lỗi lầm của người cha mình khi xưa. Câu chuyện nhà họ Vương về sau được mọi người lưu truyền, trở thành một giai thoại tại địa phương. Người xưa có câu rằng, muốn biết kiếp trước đã làm những gì, hãy xem kiếp này được thụ hưởng như thế nào. Muốn biết kiếp sau sẽ ra sao, hãy xem kiếp này đã làm những việc gì. Chính là nhắc nhở con người, khắc ghi nhân quả, luật trời có thiện ác báo ứng. Những câu chuyện về nhân quả luân hồi khiến chúng ta có thêm niềm tin rằng mỗi hành vi xấu ác đều phải chịu ác báo tương ứng. Có câu trên đầu ba thước có thần linh, phàm làm gì đều có nhân quả, đời này không trả thì đời sau phải trả. Thế nhưng giờ đây, nhiều người đã không còn tin vào nhân quả báo ứng, vậy nên có rất nhiều tệ nạn xảy ra, đạo đức xuống cấp, chỉ vì tiền mà không việc ác nào không làm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì xã hội sẽ phải đối diện với kết cục diệt vong. Muốn cải biến tình thế, chỉ có một con đường chính là quay về truyền thống, quay về với bản tính thuần chân, bước trên con đường mà thần đã đặt định
mới có thể tránh khỏi thảm họa. Người đang làm, trời đang nhìn, một niệm thiện ác định tương lai. Heo đầu thai làm vợ, báo oán nợ tiền kiếp. Trai cưới vợ, gái lấy chồng là do duyên ác hoặc duyên thiện, không duyên thì chẳng gặp. Sinh con trai hay con gái là đòi nợ hay trả nợ mà tìm đến, tất cả là do nghiệp báo. Mùa hạ năm 1994, có một nam cư sĩ hơn 50 tuổi đến ngôi chùa nọ, đến trước Hòa Thượng Diệu Pháp, thổ lộ nỗi sầu của mình. Ông kể trước đây, tình cảm mình với bà xã rất tốt, nhưng từ khi sinh đứa con thứ nhất thì tính khí bà vợ bắt đầu nóng nảy thất thường, hay kiếm chuyện gây gổ làm khó. Thường cãi lẫy ầm ĩ, có lúc còn đánh, cào cấu, làm ông bị thương khắp mình mẩy mặt mày. Trong lòng ông dù rất tức giận, nhưng chưa từng đánh trả lại, giống như không hề có tâm giận oán chi bà. Sau đó bà sinh tiếp đứa thứ hai, tính tình càng lúc càng phức tạp, thê thảm tới độ ông không thể bước vào nhà, vì luôn xảy ra cảnh xung đột âm náo như trời nghiêng đất lở. Bất đắc dĩ ông phải xin nghỉ hưu sớm. Trước đây quá phiền não, ông đã quy y Phật môn, nghỉ hưu rồi dọn đến chùa ở. Có lương hưu, ông trích một phần mua thức ăn, còn lại ông đều đưa hết cho bà để nuôi dưỡng hai con ăn học. Nhưng số tiền lương ít ỏi càng khiến cho bà vợ hung dữ hơn. Hiện tại ông đang mang bệnh mà phải tự lo một mình, chẳng dám đi bệnh viện vì không có tiền, còn cảm thấy thế giới này quá khổ, xin Hòa Thượng từ bi chỉ giúp cho con đường sáng. Ông khẩn thiết nói. Sư phụ lắng nghe rồi lên tiếng. Kiếp trước ông sống bằng nghề buôn heo, ông nên kéo heo nái nhà mình đi phối giống, hãy sinh lứa heo con nào thì bán lấy tiền. Từ lứa heo sinh ra đều bị ông bán hết, khiến con heo mẹ mặc dù nếm đủ vất vả khi mang thai, còn phải chịu cảnh đau nhói lòng trong từng đợt vĩnh biệt con. Phải biết động vật và con người đều có tình cảm giống nhau. Lúc đó heo mẹ đã nghiêm hận, ôm lòng oán hận ông tận cùng. Đến khi nó hết sinh sản thì bị ông bán vào lò mổ. Thử nghĩ xem, con cái nó tất cả đều bị ông bán lấy tiền, phúc lâm chung lại bị giết đau đớn thê thảm. Nó có thể dễ dàng bỏ qua tội này cho ông chăng? Vì vậy mà đời này, nó đã tìm đến sống chung bên ông để báo oán. Vị cư sĩ lắng nghe chăm chú, lo lắng hỏi. Vậy con phải làm sao để hóa giải mối oan thù này? Con xuất gia hẳn có được không? Xuất gia à? Ông không có làm nổi đâu, vì ông quá quyến luyến, quá yêu các con. Chỉ cần vài ngày không gặp được chúng là ông ăn không ngon, ngủ không yên phải không? Dạ đúng vậy, thưa sư phụ. Mà con ông lại quan hệ thấm thiết với mẹ, nên dù có xuất gia thì ông cũng chạy về nhà thôi. Lúc đó cảnh ngộ của ông sẽ còn thảm hơn bây giờ. Vậy con phải làm sao? Hòa Thượng cười cười bảo. Ông muốn hóa giải oán nghiệp này á, thì ta sẽ chỉ giúp cho. Vậy ông hãy dùng tâm vui vẻ mà đối diện, chấp nhận hết. Dù bị đòn cũng không đánh trả, bị chửi cũng không bắn lại. Khi về nhà, dù gặp cảnh nghịch hay thuận, ông hãy bình thản mà đón nhận, cam tâm tình nguyện cho bọn họ phụng hiến, chân thành sám hối lỗi xưa, mong hóa giải tội lớn đầy trời. Ngoài ra, ban ngày, ông phải kiên trì tụng niệm sớm tối, mỗi ngày tụng một bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho heo mẹ và các lứa heo con kiếp xưa từng bị ông bán đi. Ngoài việc phụ giúp, lo liệu việc nhà ra, ông phải dốc sức tụng kinh bái sám. Làm được vậy thì cũng giống như là xuất gia. Ông có đủ lòng tin không? Dạ có. Vậy thì tốt, kiên trì thực hành như thế, bền lâu, ông sẽ giải được oán hận. Nhân quả báo ứng đáng sợ cho cả gia đình chỉ vì một phút nóng giận. Vợ chồng quan giáo sư hiện nay 55 tuổi, sinh được ba cô con gái dung mạo mỹ lệ, tuổi tác cách nhau 25, 23,
20. Mặc dù là những tiểu thư lá ngọc cành vàng, kiều diễm, nhưng các nàng tiên nương này vẫn chưa có đối tượng cầu hôn. Vợ chồng giáo sư hết sức khổ sầu. Trong khi đó, nhiều thanh niên vừa thoáng nhìn qua các cô đã nghiêng ngả hồn phách, dày công theo đuổi. Nhưng một khi phát hiện các tuyệt đại mỹ nhân này không thể nói năng gì, thì họ lập tức thối lui bỏ đi. Vợ chồng quan giáo sư thuộc hàng thượng lưu trí thức, xưa nay không hề tin vào thuyết nhân quả, nhưng cứ lần lượt sinh ra liên tiếp ba của con gái câm. Quá thật, tinh thần của họ bị đả kích khốc liệt đến mức suy sụp. Họ ngơ ngác bàng hoàng, vạn phần thống khổ. Mặt của họ già đi, hai người vốn có học thức cao và giàu sang, nhưng không thể nào đem lại hạnh phúc cho con mình. Sự khiếm khuyết của ba mỹ nữ này khiến cho người ta cảm thấy kinh sợ, ưu tư, thắc mắc nhưng không thể giúp gì. Thường có câu, tuổi thanh niên ưa bàn học vấn, tuổi trung niên ưa bàn số mệnh, đến lão niên thì ưa bàn tôn giáo. Vợ chồng quan giáo sư khi đang bước vào tuổi lão niên, song tinh thần của họ trường kỳ thống khổ mà không thuốc men nào có thể trị lành. Vì vậy, đối với tôn giáo, họ dần dần phát sinh hứng thú muốn tìm hiểu. Cuối tuần, nhờ một người bạn khuyến khích, họ bèn đến một ngôi chùa ven đô, nghe cao tăng thuyết pháp. Hòa thượng giảng rằng, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, quy luật nhân quả tồn tại khách quan và không do Đức Phật quy định hay sáng tạo ra. Đức Phật chỉ là công bố nói rõ cho chúng sinh biết mà cảnh giác thôi. Bất kể bạn tin hay không, đời sống tất cả chúng ta đều nằm trong nhân quả. Vì vậy, mỗi cá nhân chúng ta cần phải có trách nhiệm với hành vi thiện ác của bản thân mình. Mỗi người chính là kẻ sáng tạo vận mệnh của mình. Nếu như tự mình làm ác, thì bạn sẽ gặp quả báo thống khổ. Đề tài buổi trước phát hôm ấy giống như được nêu lên để quan tiên sinh, chiêm nghiệm và trực diện. Với nội tâm sâu thẳm, ông bỗng hồi tưởng lại chuyện đã qua từ 25 năm trước. Hồi đó vợ chồng quan giáo sư vừa kết hôn được 2 tháng thì chị Quang đã mang thai. Anh Quang rất vui mừng lái chiếc xe hơi đắt tiền sang trọng, chở vợ đến miền Duyên Hải, có phong cảnh nên thơ hữu tình cùng nhau du lịch. Có lần họ đến miền Bắc Thái Lan tham gia hội yến, xe hơi đã dừng lại trước khoảng sân rộng của một ngôi chùa. Anh Quang vừa mở cửa xe ra thì lập tức có một đám trẻ hành khất lang thang chạy tới chen lấn, kéo tay xin họ tiền. Giáo sư Quang rất ghét những kẻ ăn xin, không những tự mình không cho mà anh còn nói với mọi người, không nên cho chúng tiền, như vậy sẽ tập cho chúng thói quen bất lương, chẳng chịu làm việc đàng hoàng mà cứ ngồi không hưởng thụ, tạo ra tệ nạn xã hội. Đám kẻ lang thang nghe nói vậy liền bỏ đi. Vợ chồng Quang giáo sư tham dự hội yến vừa xong, lúc quay về chỗ đậu xe thì phát hiện, chiếc xe đời mới sang trọng, yêu quý bị rạch một đường sâu kéo dài từ đầu xe đến đuôi xe. Thế là quan tiên sinh bốc hỏa và giận đùng đùng. Anh ta thầm nghĩ, nhất định là đám kẻ đường phố ban nãy. Anh dương mắt nhìn tứ phía, thấy ở gốc cây xoài gần đó tụ tập 4-5 đứa trẻ, tuổi độ 13-14. Anh ta xông tới, không cần hỏi rõ trắng đen phải trái, ra tay giáng cho mỗi đứa một bạt tai. Sau đó lớn tiếng bắt chúng phải khai ra ai đã rạch chiếc xe quý giá của mình. Quan tiên sinh thấy không ai chịu nhận, liền uy hiếp đòi đưa chúng đến sở cảnh sát. Đám kẻ sợ quá, trong đây có một đứa lớn tuổi nhất liền chỉ ra phía xa xa. Chỗ có một đứa trẻ hành khất, ăn mặc lam lũ, đang hướng về người ngoại quốc xin tiền và bảo đó chính là thủ phạm. Giáo sư Quang đang khí nộ xung thiên liền hùng hổ chạy qua, bắt đứa trẻ đường phố nọ đến bến xe. Còn đám trẻ kia nhân cơ hội này mạnh ai nấy chạy thoát thân. Quang tiên sinh hung bạo, tát vào hai má của đứa bé, hung hăng thẩm vấn nó. Vì sao dám rạch xe? Anh hỏi một hồi mới phát hiện một điều, té ra đó là một đứa bé câm. Thằng bé không ngừng khoa tay múa chân, mắt rưng rưng lệ, tỏ vẻ khiếp hãi, ánh mắt nhìn rất đáng thương. Quan giáo sư không hiểu được ngôn ngữ ra dấu của nó, cho là nhất định vì anh tuyên bố không cho tiền mà thằng nhỏ này ôm hận chơi xấu. Vì vậy anh phẫn nộ tung một đòn đá mạnh vào ngực thằng bé câm. Nó ngã chổng gọng, đưa hai chân lên trời. Tiếp theo là ọc một tiếng, máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Người xung quanh vội chạy tới kéo giáo sư ra và mang đứa trẻ câm đi để nó không phải chịu đòn nữa. Đứa bé câm đi rồi nhưng vẫn quay đầu nhìn trừng trừng về phía giáo sư, nhãn quan của nó đầy căm hận. Sau đó đứa bé câm náo thân trong chùa, nó phát bệnh nặng được mấy năm thì thành tàn phế. Mọi người đều biết đứa bé bản tính thiện lương, chiếc xe hơi không phải do nó rạch.
Quan giáo sư đã đánh quan nó. Cuối năm đó chị Quan hạ sanh một bé gái. Mại Thanh mắt sáng, đến 3 tuổi thì vẫn chưa nói được. Tiếp đến chị lại sanh thêm một thiên kim thứ hai, 3 tuổi cũng không thể nói. Sau chót, chị sinh đứa bé gái thứ ba. Vừa sinh là vội mời bác sĩ đến kiểm tra. Lại một cô nương câm nữa. Chị Quan sợ tương lai, nếu sinh nữa thì đứa thứ tư, thứ năm vẫn là con gái câm, nên đã nhờ bác sĩ mổ triệt sản giùm. Chị Quan sợ tương lai, nếu sinh nữa thì đứa thứ tư, thứ năm vẫn là con gái câm, nên đã nhờ bác sĩ mổ triệt sản giùm. Bây giờ, mỗi lần giáo sư Quan nhìn ba đứa con gái câm, lại nhớ đến cú đá khốc liệt của mình dành cho thằng bé câm ngày xưa. Ông không quên được cảnh nó bị ọc máu tươi và ánh mắt nhìn mình oán hận khủng khiếp. Đến nay nhớ lại, ông vẫn thấy ớn lạnh. Ông đã hiểu ra và không thể không tin đạo lý báo ứng, dương quả mà thiên lý luôn tuần hoàn. Báo ứng công bằng, đó là quy luật tự nhiên. Đối với hành vi ngang tàn 25 năm xưa, bây giờ ông có hối hận cũng đã muộn màng. Từ đó, mỗi cuối tuần, vợ chồng ông Quang đều đến chùa nghe cao tăng giảng kinh, sám hối tội lỗi của mình trước Phật. Họ phát tâm tu thiện tích đức. Đúng như câu tục ngữ có nói, đời người đến 50 mới nhìn ra lỗi lầm năm 49. Quả báo sát sinh và không giữ lời hứa. Từ xưa đến nay, luân hồi và nhân quả báo ứng không bỏ sót một ai. Cho dù tin hay không tin, chúng ta đều phải có trách nhiệm với những việc mà bản thân đã làm. Đó là quy luật vô hình mà con người không bao giờ nhìn thấy. Mất con do sát sinh hại mệnh. Vào thời Nam Tống, có một người đàn ông lớn tuổi tên Trương, sống ở huyện Bình Dương, tỉnh Hà Nam. Ông sống bằng nghề lưu bắt chim và chỉ có một cậu con trai duy nhất. Một ngày kia, con trai ông bỗng chết một cách đột ngột, nghĩ rằng mình không còn ai để nương tựa. Ông Trương tuyệt vọng, than khóc thống khổ bên nấm mộ của con mình. Ngày thứ ba, sau khi chôn cất con, trong lúc đang khóc lóc thì ông Trương bỗng nghe tiếng rên rỉ vọng ra từ trong ngôi mộ. Ông bàng hoàng và thốt lên: "Con ơi, con sống lại rồi!" Sau khi hô hào mọi người đến giúp một tay để đào mộ lên, con trai ông quả thật đã sống lại. Người con báo với ông rằng sau khi chết đã có người dẫn anh ta đến cõi âm. Sau đó anh đã thống thiết cầu xin một vị quan dưới hoàng tiền, nói rằng bản thân còn cha già, muốn được trở lại nhân gian để làm tròn chữ hiếu. Sau khi hoàn thành bổn phận và lo xong ma chay, anh có chết cũng không hối tiếc. Vị quan nghe xong lời của chàng trai và nói: "Ta sẽ cho người một cơ hội quay trở lại trần gian. Nhưng ngươi hãy nói với cha mình rằng, ông ấy phải dừng việc săn bắt và giết hại chim muông, sống tốt hành thiện, như vậy mới có thể chuộc lại tội nghiệp sát sinh hại mệnh, và dương thọ của ngươi cũng sẽ được kéo dài." Sau khi nghe lời kể của người con, ông Trương lập tức đốt hết đồ nghề đi săn, trong đó có ná bắn, lồng bẫy và lưới đánh chim. Sau đó ông cùng con trai lên chùa lễ Phật, thân thể chịu đau đớn vì không giữ lời. Trong chùa có một vị sư tên Lưu, tuổi chưa đầy 40 nhưng trông vô cùng uy nghiêm. Khi vừa nhìn thấy nhà sư, con trai của ông Trương liền bước đến và hỏi: "Sư cũng vừa mới được sống lại phải không?" Nhà sư đáp: "Ta đã chết khi nào đâu mà sống lại chứ." Chàng trai liền bảo: "Lúc ở cõi âm, con đã thấy ngài bị trói vào cột đồng ở góc cung điện. Xích sắt quanh chân và quỷ ngục thì đánh vào hai bên sườn của sư đến chảy cả máu. Khi các viên quan cõi âm thả con ra, con đã hỏi quỷ ngục tại sao vị sư này phải chịu khốn khổ tại nơi đó. Quản ngục nói rằng sư đã hứa sẽ tụng kinh cho ân nhân của mình, nhưng đã không làm nên phải chịu quả báo tàn khốc như vậy." Nhà sư nghe xong cảm thấy vô cùng bàng hoàng. Quả thật ông có bị đau hai bên sườn dưới cánh tay của mình, đôi khi da nứt nẻ đến mức rỉ cả máu. Vết thương đã xuất hiện suốt 3 năm nay, nhưng ông lại không hề biết lý do gì. Ngay sau đó, nhà sư đã dọn dẹp căn phòng của mình, bắt đầu siêng năng tụng kinh mỗi ngày. 3 năm sau, vết thương hai bên sườn dưới cánh tay của ông liền biến mất không vết tích. Hai câu chuyện trên là minh chứng cho thấy, con người làm bất cứ việc gì thì bản thân đều phải chịu trách nhiệm.
bất cứ ai phạm phải hành động giết chóc sẽ gây ra nghiệp chướng, và nếu có nghiệp chướng thì sẽ có quả báo. Hình phạt có thể là rút ngắn tuổi thọ bản thân của người tạo nghiệp, của một người thân, hoặc là những hình thức trừng phạt khác. Cõi âm cũng đề cao lòng hiếu thảo, làm tròn bổn phận của người con đối với bậc phụ mẫu. Cậu con trai của ông Trương đã được các viên quan cõi âm bày tỏ lòng thương cảm, vì anh đã thể hiện rõ chữ hiếu của mình đối với cha già. Là một đệ tử Phật giáo, vị nhà sư tên Lưu đã hứa là tụng kinh cho người khác, nhưng lại không thực hiện lời hứa của mình, vì thế đã phải gánh lấy hình phạt. May mắn thay, ông đã biết cách sửa chữa sai lầm, và từ đó không còn phải gánh chịu đau khổ vì nó nữa. Trong lục đạo luân hồi, rất khó để chuyển sinh làm kiếp người, bởi Phật gia giảng, có được thân người là chân quý nhất. Chúng ta phải biết quý tiết sinh mệnh của mình, sống tốt, hành thiện, tích đức, mọi việc rồi sẽ an bài thích đáng. Đừng vì lợi ích trước mắt mà tạo nghiệp, gây nên thống khổ cho sinh mệnh của mình. Món nợ truyền kiếp. Ngày xưa, hồi mới khai thiên lập địa, có một con chim họa mi làm tổ trên một cành cây đào. Ngày nào nó cũng hót để ca tụng vẻ đẹp của muôn loài. Dưới gốc cây có một con rắn rất là hiền lành. Bây giờ thuộc loại rắn mù, nhưng hồi đó nó có một mắt. Con rắn rất mê giọng hót lạnh lót của chim họa mi. Nó thường nằm khoanh dưới gốc cây hay là nằm dài phơi nắng để mà thưởng thức tiếng hót thần tiên của họa mi. Thuở ấy họa mi cũng chỉ có một mắt ngay giữa trán. Một hôm, con bướm có đôi cánh ngũ sắc rất là đẹp nằm ở gần đấy đến mời chim họa mi đi ăn cưới. Bướm biết mình đẹp đẽ, uyển chuyển nhẹ nhàng, thường được ca tụng. Vì vậy bướm rất là kiêu hãnh, không bao giờ bướm chịu nhìn xuống, nên bướm không biết sự có mặt của rắn trên mặt đất. Tiếng hót của chim họa mi đã nhiều lần giúp đôi cánh bướm dịu dàng thanh thoát, nên bướm nhất định mời chim họa mi để tiếng hót làm tăng thêm phần long trọng cho bữa tiệc tân hôn. Được bướm mời mọc ân cần, chim họa mi rất hãnh diện, nhưng sau đó chim cảm thấy lo sợ khi nhìn lại bộ lông của mình quá tầm thường. Chim sợ mình sẽ không được ai để ý trong tiệc cưới của anh bướm rực rỡ màu sắc. Chim liền than thở với con rắn hiền lành. Nghe xong, rắn nói: "Có được tiếng hót như anh, lo gì không được người ta để ý? Tôi tin chắc lúc anh cất tiếng hót, không ai còn để ý đến đôi cánh rực rỡ của anh bướm hay là bộ lông trắng muốt của chị Thiên Nga nữa. Tất cả đều sẽ mê tiếng hót của anh, không ai để ý đến bộ lông tầm thường của anh đâu. Anh bướm mời anh đi dự tiệc cũng vì tiếng hót của anh hay đấy. Anh hãy yên tâm đi đi, đừng có sợ gì cả." Tuy nghe rắn nói thế, nhưng chim vẫn không hết lo sợ. Sau cùng chim nói: "Phải chi tôi có được hai con mắt, có lẽ tôi sẽ đẹp hơn. Một con mắt giữa trán làm cho tôi có vẻ dữ tợn, già nghèo nàn làm sao ấy. Có được giọng hót như anh, ai dám bảo anh nghèo. Nhưng bề ngoài tôi có gì để làm cho người ta chú ý đâu. Phải chi anh chịu giúp tôi." Rắn bảo: "Tôi mê tiếng hót của anh lắm, anh cần tôi giúp việc gì tôi cũng sẵn sàng cả. Tôi chỉ cần anh cho tôi mượn con mắt của anh một hôm để tôi đi ăn cưới. Anh nằm phơi nắng không có mắt cũng đâu có sao." Rắn lắc đầu nói: "Không được đâu, tôi cũng chỉ có một mắt như anh thôi mà. Nếu tôi cho anh mượn thì tôi làm sao thấy được. Nhưng mà tôi chỉ mượn có một hôm thôi. Buổi chiều mãn tiệc rồi tôi đem trả lại anh ngay lập tức. Trong lúc chờ đợi anh cứ nằm ngủ ở đây. Nếu anh thật sự mê giọng hót của tôi thì anh cố giúp tôi lần này đi mà." Chim họa mi cứ van xin nại nỉ, giọng chim càng lúc càng êm đềm gợi cảm, làm rắn cảm động siêu lòng, nên bằng lòng cho mượn mắt trong ngày cưới của bướm. Vào một ngày nắng ấm, lúc màn sương mỏng còn phủ cánh rừng, chim họa mi đã vội vã sửa soạn bộ lông cho thật mượt để đi ăn cưới. Thêm được một mắt, chim nhìn thấy cuộc đời đẹp đẽ thêm lên. Trong lúc chim ra đi sung sướng, hài lòng hơn bao giờ hết, thì ở gốc cây đào, con rắn trở nên bị mù, nhút nhát, sợ hãi ẩn mình trong đám lá khô, chờ đợi chim trở về trả lại ánh sáng cho mình. Chim đến nhà bướm, nghe người ta chào mừng, chúc tụng nhau, không ai để ý đến chim họa mi bé bỏng, không bóng sắc cả. Đến lúc bướm mời chim ra hát, những loài thú có mặt mới để ý đến chim. Tiếng hót chim thanh tao, lạnh lót, làm cả thảy đều im lặng lắng nghe. Chim hót say mê, sảng khoái tinh thần, làm cả thảy đều mê mẩn như say. Tiếng hót trong trẻo vang đến tai rắn. Rắn mỉm cười tự nhủ:
Mình cũng có góp phần tham dự cuộc vui đó. Đến khi dứt nhạc, tất cả đều bị chim chinh phục. Và bắt đầu từ đó trở đi, mọi loài đều bao vây, khen ngợi bộ lông, giọng hót của chim. Tất cả cũng không quên ca ngợi đôi mắt đẹp của chim. Bây giờ tiếng tăm lừng lẫy, chẳng những chim không thú nhận mình chỉ có một đôi mắt, còn con mắt kia là mượn của rắn. Mà chim còn đặt điều nói thêm, dưới gốc cây chỗ tôi ở có một con rắn mù từ thuở mới lọt lòng mẹ. Nó buồn bã, chán đời, nhiều lần nó có ý định quyên sinh, nhưng mà nhờ tiếng hót tuyệt vời của tôi đã an ủi được nó. Tội nghiệp, hàng ngày tôi phải đem thức ăn về và ca hát vỗ về nó. Tất cả đều cảm phục tính rộng rãi và lòng bác ái của chim. Mãi đến khuya chim mới trở về, bên tai còn văng vẳng tiếng vỗ tay vang dội và những lời ca ngợi nồng nàn. Về đến gốc cây, chim thấy rắn đang nằm ngủ, phơi mình dưới ánh nắng thanh dịu mát. Thấy thế, chim đã không gọi rắn dậy và tự nói, mai mình trả lại mắt cho rắn cũng không muộn. Chim về tổ định ngủ một giấc thật ngon lành, nhưng nằm mãi mà giấc ngủ vẫn không đến. Muôn vàng ý nghĩ bao vây lấy tâm trí của chim. Bây giờ chim đã nổi tiếng nổi danh với đời rồi. Nếu chim trả lại mắt, tức là tự thú cho mọi loài biết chim chỉ có một mắt, còn mắt kia là mượn, thì còn gì là tiếng tăm của chim đã tạo ra với bao khó nhọc. Hơn nữa với hai con mắt, chim nhìn thấy đời thật là rộng rãi, đẹp đẽ hơn khi chỉ có một con mắt. Bỏ tất cả danh vọng để trở thành tầm thường như trước, chim thấy mình không có đủ can đảm. Hay là xin rắn cho mắt luôn nhỉ? Nhưng chim kịp nghĩ là không đời nào rắn chịu cho mắt để lại thành mù loà vĩnh viễn. Nhưng rắn thường ở một chỗ, nếu mà bò đi cũng không cần thấy đường, làm gì cho lắm. Một ý nghĩ xấu từ từ thâm nhập vào trong đầu óc của chim. Nếu mình không trả thì rắn cũng không làm sao đòi được. Nghĩ thế nên chim nhất định giật luôn con mắt của bạn. Đêm đó chim lén dọn đi nơi khác và tìm đủ mọi cách để tránh rắn luôn. Tội nghiệp con rắn cứ bò, lần mò dò dẫm đi tìm chim họa mi để đòi mắt lại. Nghe chim họa mi hót ở đâu, rắn cũng cố gắng tìm đến. Mặc dù rắn bò đi khó khăn và gặp nhiều trở ngại trên bước đường phiêu lưu, đi tìm người bạn phản phúc bội ân. Thế mà buồn thay, mỗi khi chim họa mi thoáng thấy rắn, thì chim đã vội bay đi để rắn lại ngơ ngác trong sự mù lòa đáng thương. Một đêm nọ, chim họa mi đang ngủ mê trong tổ ấm. Bỗng chim giật mình tỉnh giấc vì một tiếng động thật nhỏ. Chim thấy rợn người khi nhìn thấy một đầu rắn. Chim thấy rợn người khi nhìn thấy một cái đầu rắn mù sờ soạng bò đến. Chim la lên một tiếng kinh hoàng bay đi tìm nơi khác ẩn náu. Từ đó sự yên tĩnh trong giấc ngủ cũng như sự yên tĩnh trong tâm hồn không còn nữa. Con rắn mù cứ không ngớt đi tìm chim để đòi con mắt đã cho mượn với tất cả lòng tin mà lại bị cướp mất một cách quá tàn nhẫn. Chim họa mi không muốn trả mắt nên phải luôn luôn canh chừng. Ban ngày thì chim được yên thân vì rắn biết ánh sáng mặt trời làm chim thấy rõ tất cả, nên rắn đợi đêm xuống mới tìm cách đến gần chim trong lúc ngủ say để bất ngờ buộc chim phải trả mắt lại cho mình. Họa mi biết được ý định của rắn nên nhất định không ngủ. Những đêm trong mùa lạnh, mùa mưa thì chim có thể ngủ yên vì những mùa ấy rắn sợ lạnh, không dám bò ra ngoài. Đến mùa xuân, chim bay hót suốt đêm để không buồn ngủ và có thể canh chừng rắn mù tìm đến. Vì thế, những đêm xuân chúng ta thường nghe được tiếng chim họa mi hót vang lên, ru hồn vào mộng áo. Chúng ta mỉm cười thấy lòng rung động vì tiếng hót thanh tao trong suốt. Nhưng chúng ta đâu có biết tiếng hót đó ca tụng một niềm vui không vững chắc, luôn luôn bị đe dọa, một hạnh phúc mong manh pha trộn, đôi chút hối hận làm dai dứt cả tâm hồn. Những câu chuyện nhân quả. Có những lần đi hoằng pháp ở các tỉnh, nhất là vùng sâu vùng xa, thấy đa số dân chúng đều chưa hiểu biết về Phật Pháp. Tôi thương quá. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Phật dạy, nếu họ không hiểu Phật Pháp, không biết nhân quả, không tin tội phước, sống buông lung, tạo nghiệp bất thiện, hiện đời, đời sau sẽ chịu quả báo đau khổ. Họ khổ cũng như mình khổ. Để giúp những người dân còn nghèo về kinh tế, hạn chế về học thức, hiểu được Phật Pháp, không phải là chuyện dễ dàng, cần phải có phương tiện thích hợp, nếu đem tặng kinh sách, chưa chắc họ đọc. Tôi nghĩ ở vùng quê, đa số người lớn và trẻ em đều ưa thích đọc các mẫu truyện, có thể tặng họ những tập truyện, qua đó giúp họ tiếp cận Phật Pháp dễ dàng hơn.
Thế nhưng để tìm được những tập truyện vừa hợp với mọi lứa tuổi, mọi trình độ là rất khó. Hiện nay tại Việt Nam chúng ta có bộ truyện cổ Phật giáo do Minh Chiếu sưu tập, tương đối phong phú nhưng lại quá dày, không đủ khả năng biếu tặng, phổ cập trong quần chúng. Tôi lại nghĩ đến việc chọn lọc những mẫu truyện vừa hay, vừa trình độ với mọi lứa tuổi, sưu tập thành một cuốn sách dày chừng hơn 100 trang, dễ biếu tặng, dễ phổ biến. Tôi đã tìm đọc được một số sách như là Truyện cổ Phật giáo, Tích truyện Pháp cú, Phật giáo cú sự đại toàn, Pháp tạng Phật giáo Việt Nam, góp nhặt những mẫu chuyện hay thành cuốn sách nhỏ mang tựa đề Lành giữ nghiệp báo. Rất mong tác giả và dịch giả những cuốn sách trên hoan hỷ cho phép tôi cùng quý vị phổ biến đến với tất cả mọi người. Hy vọng qua những mẫu chuyện này, người đọc sẽ hiểu được đạo lý nhân quả nghiệp báo, chuyển hóa bản thân ngày một tốt đẹp, có hạnh phúc an lạc, sống có ích cho mình và người, thì đó là niềm vui lớn nhất của người sưu tập. Câu chuyện Lưới cá lưới cả mình. Anh Long ngụ tại ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, sinh sống bằng nghề lưới cá. Mỗi ngày anh bắt được rất nhiều cá và bán được khá nhiều tiền. Anh có một vợ và hai con. Vợ anh hàng ngày ra chợ bán cá do anh bắt được, có khi mua thêm cá của người khác để bán. Hai con anh, đứa lớn 12 tuổi, đứa nhỏ 9 tuổi hiện còn đi học. Mặc dù cả hai vợ chồng đều làm ra tiền, nhưng cuộc sống gia đình cũng không khá lắm. Vợ anh thường xuyên đau ốm với chứng bệnh suy tim, thỉnh thoảng phải vào viện cấp cứu. Hai đứa con thì eo uột, ốm yếu và chậm phát triển. Mặc dù đã chữa trị, bồi bổ rất nhiều, nhưng chúng cũng không khá hơn. Riêng anh thì mắc chứng bệnh say sỉn, hàng ngày cứ đến chiều là đi nhậu với bạn hoặc rủ bạn về nhà nhậu cho đến tối thì mới nghỉ. Vợ khuyên anh không nghe, lại còn kiếm chuyện la mắng. Vợ chồng thường xuyên lớn tiếng với nhau, gia đình sống không được hạnh phúc. Một hôm như mọi ngày, anh giăng lưới trong một cái ao sâu hơn 2 mét. Vài giờ đồng hồ sau, cá mắc lưới khá nhiều. Anh ngồi trên chiếc xuồng nhỏ chèo ra giữa ao để gỡ, bắt cá bỏ lên trên chiếc xuồng. Do mãi mê cúi xuống gỡ cá trong lưới, anh bị mất thăng bằng, lộn nhào xuống ao. Người mắc vào lưới, anh càng cự quậy cố thoát ra khỏi cái lưới thì càng bị cái lưới quấn chặt. Cuối cùng anh bị chết, giống như là những con cá mà anh đã lưới bắt hàng ngày. Dân làng được tin kéo nhau đến xem, nhìn cảnh anh bị lưới quấn chết dưới lòng ao, ai cũng thương xót và thấy rõ nhân quả hiện tiền. Câu chuyện người thợ săn tàn nhẫn. Một buổi sáng, người thợ săn vào rừng với cung tên và bầy chó săn. Anh ta đi từ nhà vào rừng. Vừa đến vỉa rừng thì đã gặp một vị sư từ trong rừng đi ra làng để khất thực. Không may buổi sáng hôm đó, anh thợ săn không tìm được con mồi nào. Anh nghĩ là vì gặp vị sư nên mới bị xui xẻo như vậy. Buổi trưa trên đường trở về nhà, anh thợ săn lại gặp vị sư hồi sáng đang đi về tịnh xá của mình trong cánh rừng. Anh thợ săn tức giận, xui chó cắn vị sư. Ngài hốt hoảng, vội trèo lên cây, bay chó vây quanh dưới gốc. Thợ săn cay cú nói với lên: "Đừng tưởng thoát khỏi nanh vuốt của ta nha." Rồi hắn lấy cây dao đâm vào chân vị sư. Ngài van xin nhưng hắn mặc kệ, cứ đâm hết nhát này rồi nhát kia. Ngài kéo chân bị đâm lên và thò chân kia xuống, hắn lại đâm tiếp. Ngài lại kéo chân kia lên. Ngài quá đau nhức, như thể ngồi trên ngọn giáo, đến nỗi không còn chú ý đến chuyện gì hết. Chiếc y ngoài rơi xuống mà ngài chẳng hay, và chiếc y chụp xuống đầu người thợ săn trùm đến chân. Bầy chó tưởng là vị sư rớt trên cây xuống, chúng nhào lại cắn anh thợ săn cho đến chết. Lúc ấy vị sư bẻ một cành cây khô ném xuống, thấy vị sư chúng mới biết là mình đã cắn chủ của mình chết, liền cong lưng chạy vào rừng. Vị sư bất an khi thấy anh thợ săn mất mạng vì chiếc y của mình. Ngài trở về kể đầu đuôi câu chuyện cho Phật nghe và hỏi Phật mình vô tội hay có tội, còn là tu sĩ hay không. Đức Phật trả lời: "Tỳ kheo, sự vô tội của ông vẫn nguyên vẹn, ông vẫn là một tu sĩ. Người nào xúc phạm đến người vô tội thì sẽ bị quả báo đau khổ." Câu chuyện người đồ tể giết heo. Cùng già sinh sống bằng nghề mổ lợn trong suốt 55 năm, và được mệnh danh là tay đồ tể dạng dày kinh nghiệm. Thoáng nhìn qua con heo là ông biết nó khoảng bao nhiêu ký, mắc bệnh hay khỏe mạnh, thịt nạc nhiều hay thịt mỡ nhiều.
Ông dành một khoảng đất trống khá rộng phía sau nhà, rào chắn cẩn thận, rồi thả heo vào đó và nuôi chúng bằng đủ loại thức ăn, kể cả chất thải của con người. Khi nào muốn giết heo, ông buộc chặt con heo vào một cột trụ, dùng một khúc cây quất vào nó cho da thịt phồng lên và mềm da. Sau đó ông banh miệng con heo, nhét vào đó một cái nêm và đổ nước sôi vào. Nước sôi sẽ vào bụng heo, ngấm vào ruột non, ruột già, làm lỏng phân và tống các chất cặn bã theo đường hậu môn ra ngoài. Bao lâu nước thải còn đục là ông còn tiếp tục đổ nước sôi vào miệng heo. Làm như vậy cho đến khi nào nước trong bụng heo thảy ra, trong sạch mà thôi. Phần nước sôi còn lại, ông đem đổ lên lưng heo, cho bong hết lớp da đen đúa, rồi dùng một bó đuốc thùi tái hết lòng. Sau đó cắt đầu heo, lấy máu chét khắp thân heo, quầy nó lên trên lửa cho thật chín, rồi cùng vợ con ngồi lại bên nhau đánh chén. Nước thịt còn thừa thì ông đem ra chợ bán. Ông sinh sống như vậy trong suốt 55 năm mà không hề thân thiện hay quạt cáp cho ai chút gì. Ngay cả Đức Phật ở một tịnh xá gần làng mà ông cũng không bao giờ lui tới hay cúng dường ngài một chút gạo, một cành hoa. Ông sống keo kiệt, lầm lũi, chỉ biết đến vợ con và gia đình mình. Rồi một hôm ông bị một căn bệnh hiểm nghèo ập đến, giày vò, hành hạ ông cả ngày lẫn đêm. Ông chỉ cầu mong sao cho sớm chút hơi thở cuối cùng nhưng không được. Ông đau đớn quằn quại và lửa dữ cứ phừng phực hừng hực trước mắt ông. Ông cảm thấy đầu óc quay cuồng bởi những tiếng kêu la thất thanh en ét, tay chân tê buốt như bị trói chặt, ruột gan nóng rát như bị thiêu đốt và đứt ra từng đoạn. Ông lăn lộn vật vã chu tréo, rồi bỗng dưng ông chồm dậy, trợn mắt nhe răng gầm gừ, bò đi lợm ngợm siêu vẹo khắp nhà. Chốc chốc ông lại hút đầu vào tường và kêu lên the thé như tiếng heo sắp tắt thở. Người nhà cố giữ ông lại, kẻ thì bịt miệng, người thì cầm lấy hai chân. Bây giờ trông ông giống như một con heo bị trói nằm trên sàn nhà, vừa thương vừa cảm thấy tội nghiệp. Con cháu trong nhà luân phiên túc trực, đóng cửa cài then, canh phòng nghiêm ngặt để cho ông được tự do bò tới bò lui trong nhà và mặc sức gầm gừ chu kéo. Đến ngày thứ bảy, ông lăn đùng ra chết và bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Đức Thế Tôn nói, nhân nào thì quả nấy, sự trừng phạt nào cũng phù hợp với hành động quá khứ của mỗi người. Ác khẩu và quả báo. Ngày xưa, trong thành Xá Vệ, có một người nhà rất giàu, tên gọi là Sư Chất. Đã hơn 40 tuổi rồi mà chưa có con. Hai vợ chồng rất lo lắng, liền đến một nhà Bà La Môn xin bóc một quẻ bói xem sau này có sinh được đứa con trai hay con gái nào không. Nhưng họ vô cùng thất vọng khi nghe thầy bói trả lời rằng suốt đời họ sẽ không có con. Sư Chất nghe thế không chịu tin, lại đi tìm một ông thầy tướng số khác, cao tay ấn hơn, nhiều kinh nghiệm hơn xin bóc quẻ. Lạ thay, vị thầy tướng này vốn được mọi người tôn kính và khen ngợi là bối linh như thần, lại cũng làm cho Sư Chất thất vọng. Sư Chất đi về mà lòng phiền muộn, bỗng sực nhớ đến bậc đại thánh Thích Ca Mâu Ni, tự nghĩ Đức Phật là giáo chủ của trời và người, là bậc nhất thiết trí, không có gì là ngài không biết, không có gì là ngài không hiểu, tại sao ta lại không đến gặp ngài xin chỉ giáo. Nghĩ đến đây, ông bèn nhắm hướng tịnh xá Kỳ Viên mà đi. Cung kính đảnh lễ Đức Phật xong, ông chắp tay bạch: Bạch Đức Thế Tôn Đại Bi, xin ngài thương xót chúng sinh ngu si mà chỉ giáo. Còn có chút ưu tư, năm nay đã hơn 40 mà chưa có đứa con trai nối dõi. Đó là do nhân duyên gì, cuối xin Đức Phật khai thị. Đức Phật trả lời: Không lâu nữa ông sẽ có một đứa con trai, vừa có phúc lại vừa có đức. Chỉ có điều là khi nó vừa lớn, nó sẽ sinh xuất gia. Nghe tin này, Sư Chất rất đổi vui mừng, thành tâm đánh lễ chân Phật, rồi thỉnh cầu: Cầu xin Thế Tôn và Chư Tăng cho phép chúng con được cúng dường vào trưa mai, để chúng con được kết thêm thiện duyên và trồng chủng tử vào ruộng phước của Như Lai. Đức Phật nhận lời rồi, Sư Chất hoan hỷ quay về chuẩn bị đàn trai. Hôm sau, ông dẫn đầu gia nhân chân thành cúng dường những món ăn thức uống ngon lành đẹp mắt nhất. Đức Phật nhận cúng dường xong, thuyết một thời pháp, rồi dẫn tăng chúng
quay về tịnh xá. Đi được nửa đường, Đức Phật và tăng chúng ngồi xuống dưới một gốc cây bên bờ sông nghỉ ngơi. Bỗng từ trên cây, một con khỉ nhảy xuống xin mượn bình bát của Đức Phật. Nó ôm bình bát chạy đi thật xa rồi quay về. Trong bình bát chứa đầy mật ngọt. Nó dùng hai tay kính cẩn dâng bình bát lên Đức Phật. Ngài nhận lấy và chia cho chư tăng dùng để con khỉ được nhiều phúc đức. Con khỉ thấy thế mừng rỡ nhảy nhót. Không lâu sau, nó đến ngày tận số, đầu thai làm người, sinh vào nhà của sư chất. Lúc nó sinh ra, trong nhà phàm có vật dụng gì có thể chứa đựng thức ăn thì vật dụng ấy bỗng đầy ắp mật và đường. Vợ chồng sư chất thấy điều quái dị, bèn do nhân duyên này đặt tên con là Mật Thắng. Thời gian vùng vụt trôi mau như là tên bắn. Hơn 10 năm trôi qua như trong nháy mắt, Mật Thắng nay đã lớn khôn. Chú bé chán ngán chuyện thế tục, xin phép cha mẹ cho mình được xuất gia. Cha mẹ hết sức vui mừng mà trả lời: lúc con chưa ra đời, Đức Phật đã biết sẽ có ngày hôm nay. Bây giờ con muốn xuất gia, cha mẹ rất hoan hỷ, không bao giờ cha mẹ ngăn chặn con một cách vô lý. Được cha mẹ hoan hỷ cho phép rồi, Mật Thắng đến tịnh xá Kỳ Viên xin xuất gia với Đức Phật. Nhờ có tiền duyên, Mật Thắng chứng quả rất mau. Một hôm, thầy đang trên đường đi độ hóa cho các bạn đồng tu, cảm thấy vừa nóng vừa khát lạ thường. Ai nấy đều ao ước có một cái gì để uống. Tỳ kheo Mật Thắng bèn cầm bát tung lên trời, rồi sau đó dùng hai tay tiếp lấy bát trở về. Bấy giờ trong bát đựng đầy mật ngọt, Mật Thắng bèn chia cho chúng tăng giải khát. Trở về với tịnh xá, một tỳ kheo đi tìm Đức Phật xin thỉnh giáo. Bạch Thế Tôn, trong quá khứ tỳ kheo Mật Thắng đã tu phúc đức gì mà bây giờ bất cứ lúc nào, ở đâu cũng có thể có đường và mật? Đức Phật trả lời: các ông có nhớ có một lần lâu lắm rồi, có một con khỉ đem mật ngọt đến cúng dường Như Lai và chúng tăng không? Nhờ bố thí với thiện tâm nên sau khi chết rồi nó được sinh ra làm người, và nhờ nó chân thành cúng mật ngọt cho Phật nên kiếp này nó có thể được đường và mật bất cứ lúc nào và ở đâu. Đức Phật nói xong, vị tỳ kheo nọ hỏi tiếp: bạch Thế Tôn, thế thì tiền kiếp Mật Thắng do nhân duyên gì mà đọa làm thân khỉ? Lúc ấy xung quanh Đức Phật có rất nhiều đệ tử vân tập, Ngài nhìn họ một lúc rồi đáp: thầy ấy bị đọa xuống làm khỉ là do một nhân duyên xảy ra cách đây 500 kiếp về trước. Thời Đức Như Lai Ca Diếp còn tại thế, lúc đó có một vị tỳ kheo trẻ tuổi, tình cờ thấy một vị tỳ kheo khác đang băng qua một con suối nhỏ. Vị trẻ tuổi này bèn cười chế nhạo, bảo là dáng điệu của vị tỳ kheo kia giống hệt như một con khỉ. Nhưng sau đó, thầy ấy tự biết lỗi lầm của mình, đến xin sám hối với vị tỳ kheo mà mình đã chế nhạo. Vị tỳ kheo trẻ tuổi đã phạm tội ác khẩu nên bị đọa xuống làm khỉ. Tuy nhiên nhờ thắng duyên biết sám hối nên kiếp này mới được gặp Phật và được Phật độ, chứng quả A-la-hán một cách mau chóng. Nghe Đức Phật giảng xong, các vị tỳ kheo đều nhận ra rằng một câu nói ác cũng có thể chiêu cảm nghiệp khổ. Vì thế, không còn ai dám ác khẩu, ngay cả đến một câu nói đùa cũng không dám nói. Bởi vì luật nhân quả không bỏ sót bất cứ một người nào. Quả báo keo kiệt. Ở miền nam Ấn Độ, cách thành Vương Xá không xa, có một khu rừng trúc u nhã, yên tĩnh, tên là Kalanda. Trúc trong rừng ấy vừa cao vừa rậm rạp, bao quanh một khu tịnh xá lớn và tráng lệ, do vua Tần Bà Sa La xây dựng và cúng dường Đức Phật. Đó chính là tịnh xá Trúc Lâm, là nơi Đức Phật cùng rất đông đệ tử của Ngài cư ngụ, và cũng là nơi mà Đức Phật thường giảng kinh thuyết pháp cho rất nhiều người nghe. Hai vị đệ tử thượng thủ của Ngài là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Trước khi dùng cơm, lần nào cũng vận dụng thần thông từ bi. Thần thông này do lực từ bi mà có, để quán sát các chúng sinh đang chịu khổ trong ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, xem có cơ duyên nào cứu độ cho họ được hay không, rồi mới dùng cơm.
Có một lần, tôn giả Mục Kiền Liên quan sát thế giới ngạ quỷ, thấy có một ngạ quỷ rất đáng thương. Thân nó giống như cây cột trái, bụng thì to như gò núi. Hễ đưa bất cứ thứ gì lên miệng là thứ ấy lập tức biến thành những cây kim bằng sắt. Đã thế mà còn khạc ra lửa khói, tự đốt cháy mặt mày, tóc tai thì cứng như dao kiếm, suốt ngày khóc lóc kêu than, đói khát muốn chết. Thế mà một giọt nước cũng không nuốt được, vì hễ đưa nước lên tới miệng thì nước liền biến thành máu, không uống được. Thấy tình cảnh ngạ quỷ thống khổ như thế, Mục Kiền Liên mới tiến đến trước mặt nó hỏi: Người đã tạo nên nghiệp tội gì mà bây giờ phải chịu khổ như thế thầy? Bạch tôn giả, nơi nào có mặt trời chiếu thì không cần thắp ngọn đèn dầu le loét. Khí huệ Đức Phật như kính sáng, có thể chiếu rọi chúng sinh trong mười phương. Bất kỳ người nào tạo nghiệp tội trong quá khứ, hiện tại và vị lai cũng được kính khí huệ của Ngài soi rõ, không thiếu sót bảy tai nào. Tôi đã tạo tội ác gì, Ngài có thể thưa hỏi Đức Phật thì rõ. Bây giờ tôi quá đói khát, không trả lời cho Ngài được, xin Ngài thứ lỗi. Ngạ quỷ nói với Ngài Mục Kiền Liên như thế xong, lại tiếp tục rên rỉ kêu than. Tôn giả Mục Kiền Liên liền đi tìm Đức Phật bái kiến. Lúc ấy Đức Phật đang thuyết giáo nghĩa cứu cánh cho các tỳ kheo. Thấy dáng điệu vội vàng của Ngài Mục Kiền Liên liền hỏi: Mục Kiền Liên, ông có việc gì mà cuống quýt lên như thế? Dân Bạch Thế Tôn, còn có một điều không giải quyết được nên tới đây thỉnh Thế Tôn khai thị. Đức Phật từ bi trả lời: Có chuyện gì ông cứ nói. Vừa rồi con quan sát trong địa ngục có một ngạ quỷ, thân thể bị cháy xém, cổ họng như lỗ kim, bụng to như cái thùng, không ăn được bất cứ thứ món gì, không ngừng đi lùng kim kiếm thức ăn. Nhưng cứ hễ đưa thức ăn lên miệng thì thức ăn biến thành kim sắt. Ngạ quỷ này đã làm nên tội gì mà phải thọ một quả báo như vậy? Cúi xin Thế Tôn thuyết giải cho chúng con rõ. Trước khi Mục Kiền Liên bắt đầu kể, Đức Phật đã biết rõ chuyện gì xảy ra, nên mới thuận theo cơ duyên này mà nói với các đệ tử trong pháp hội. Các ông hãy nghe cho kỹ, ta sẽ nói cho các ông rõ. Cách đây rất lâu trong thành Xá Vệ, có một người rất giàu có, làm nghề ép mía lấy nước ngọt bán, công việc làm ăn thịnh vượng, trong nhà tấp nập công nhân thợ thuyền. Lúc ấy có một vị Bích Chi Phật, vì muốn hóa độ tất cả chúng sinh nên thị hiện chứng bệnh hay khát nước. Có một người khuyên Ngài nên uống nước mía ép, vì thế Ngài bèn đến nhà ông nhà giàu nọ xin nước mía uống. Người này thấy có Bích Chi Phật đến, sinh lòng cung kính, hoan hỷ cúng dường nước mía cho Ngài. Nhưng ông có việc gấp phải đi ra ngoài, không thể tự tay cúng dường, bèn giao việc này cho bà vợ và căn dặn rằng: Bà hãy thay tôi đem nước mía lên cúng dường Bích Chi Phật. Bà vợ trả lời: Vâng, tôi đem lên liền. Ông nhà giàu đi rồi, bà vợ bèn nghĩ: Nước mía rất quý, từ trước đến nay nhà ta chưa bao giờ cho ai đem uống không cả. Nếu hôm nay cho ông này uống, sau này sẽ có nhiều người đến xin nữa. Tâm keo kiệt phát khởi, bà lén đi hành độc kế bằng cách lấy một bát nước bằng sắt, đổ nước dơ uế vào rồi mới đổ chút nước mía lên trên, xong bưng lên đưa cho Bích Chi Phật uống. Vị Bích Chi Phật đón lấy cái bát, biết ngay việc làm tội lỗi của người đàn bà, nên đổ những món bẩn thỉu trong bát xuống đất, lấy nước rửa bát sạch sẽ rồi bỏ đi. Không lâu sau, mạng sống của người đàn bà keo kiệt chấm dứt, đọa xuống làm ngạ quỷ, thường bị đói khát và bị lửa nghiệp đốt thân. Nghiệp khổ này còn phải kéo dài đến 90.000 năm nữa mới hết. Đức Phật thuyết xong nhân duyên của người đàn bà keo kiệt bị đọa xuống làm ngạ quỷ, khiến tứ chúng trong pháp hội đều kinh hãi, từ bỏ tính keo kiệt tham lam, ghê sợ chuyện sinh tử. Ai cũng chứng được quả thánh, hoan hỷ tán thán rồi lui ra. Quỷ mẹ. Lúc Đức Phật thuyết giáp ở nước Đài Đâu, thì ở trong nước ấy có một người đàn bà sinh được rất nhiều con và rất thương yêu con của mình, nhưng lại thích bắt cóc con người khác về ăn thịt. Những người làm cha mẹ ở nước Đại Đâu rất lo sợ, sợ con mình bị bắt cóc mất.
Các vị tỳ kheo đi từ ngoài đường về đem chuyện này kể lại cho Đức Phật nghe. Ngài biết ngay đây không phải là một người đàn bà bình thường. Ngài biết trong nước này có một con quỷ rất thích bắt cóc con người ta ăn thịt, và không thể dùng một vài câu nói mà cảm hóa nó được. Đức Phật liền sai một vị tỳ kheo từ lúc quỷ mẹ vắng nhà bắt đứa con út mà nó thương yêu nhất, tên là Tần Già La, đưa về tịnh xá. Vì thế, khi quỷ mẹ về tới nhà, không thấy đứa con út bé bỏng của mình, đau khổ, nó bỏ ăn, bỏ uống, khóc lóc không ngừng. Chỉ trong mấy ngày thôi mà tưởng chừng như muốn hóa điên lên được. Một hôm, Đức Phật cố ý tìm cơ hội đến gặp nó, hỏi rằng: Người có việc gì mà khóc lóc thảm thương như thế? Quỷ mẹ nhìn thấy Đức Phật tạm ngừng khóc một lúc, lau nước mắt mà trả lời: Tại vì lúc trước con đi vắng nhà, không biết ai lẻn vào bắt cóc mấy đứa con dễ thương nhất của con đi rồi. Người không ở nhà giữ con, để cho người khác lẻn vào bắt cóc mất. Vậy lúc đó người đi đâu? Người đi ra ngoài để làm gì? Khi Đức Phật đặt câu hỏi như thế, quỷ mẹ giật mình. Vì lúc con của nó bị người ta bắt đi mất, cũng chính là lúc nó lẻn vào nhà người khác bắt cóc con của người ta. Đó là một quả báo đương nhiên phải xảy ra vậy. Quỷ mẹ nói điều ấy cho Đức Phật nghe xong. Lúc đó, nó mới thấy mình tàn nhẫn và sai lầm. Trong tâm sinh khởi một niệm hối hận. Tức khắc, nó liền gieo cả năm vóc xuống đất đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật lại hỏi: Người có thương con của người không? Tần Già La là đứa nhỏ mà con thương yêu nhất, một khắc cũng không rời nó ra. Con không thể nào sống mà không có nó. Không có nó, con chỉ có nước chết mất mà thôi. Đức Phật bèn nhân cơ hội đó để khai thị cho nó. Người thương con của mình ra sao, thì người khác cũng thương con của họ như vậy. Người đau khổ vì mất con mà lại đi bắt cóc con của người ta để ăn thịt, thì người ta cũng đau khổ không khác gì ngươi. Bây giờ, ngươi có muốn tìm thấy con của ngươi không? Nếu có ai tìm được Tần Già La về cho con, thì bảo con làm gì, con cũng làm cả. Đức Phật biết là quỷ mẹ đã chuyển tâm hối hận, rồi mới nói: Ta có thể giúp ngươi tìm ra con của ngươi. Nhưng ngươi có thực sự ăn năn tội ác của ngươi lúc trước, tức là tội đi bắt cóc con của người khác về ăn thịt không? Con rất ăn năn, Thế Tôn, xin Ngài từ bi chỉ giáo cho con. Ngài dạy con làm chi, con sẽ làm y như vậy. Đức Phật nói: Từ nay trở đi, thứ nhất, ngươi không được sát sinh. Thứ hai, không được trộm cắp. Thứ ba, không được tà dâm. Thứ tư, không được vọng ngữ. Thứ năm, không được ăn uống loạn xạ, mà còn phải lấy tình thương của một người mẹ hiền mà lo lắng cho con của người khác. Quỷ mẹ hỏi: Không cho con ăn thịt kẻ con, thì từ giờ về sau con ăn cái gì được? Ta sẽ bảo đệ tử của ta, mỗi lần được người ta cúng dường thì sẽ trích ra một phần thức ăn, bố thí cho ngươi dùng trước. Quỷ mẹ vô cùng vui mừng, nhận lãnh lời giáo huấn của Đức Phật một cách thành khẩn. Đức Phật đem đứa con Tần Già La trả lại cho nó. Nó mừng đến mức không có ngôn ngữ chữ nghĩa nào có thể diễn tả nổi, bèn phát nguyện là từ đây trở đi sẽ hộ trì cho tất cả các đứa trẻ con của người khác. Thời nay khi ăn cơm,
người xuất gia hay trích ra trước một phần thức ăn để làm phép thí thực, bố thí cho quỷ mẹ, chính là do sự